bài thuốc tuyệt vời từ rau diếp cá. Thưa quý vị và các bạn, rau diếp cá được coi là thần dược đối với bệnh nhân mắc bệnh trĩ và có các tác dụng chữa nhiều bệnh khác như kháng khuẩn, tiêu diệt ký sinh trùng và chống ung thư. Theo đông y, rau diếp cá có vị cay, hơi lạnh, có tác dụng thanh nhiệt giải độc, lợi thủy tiêu thũng. Rau diếp cá có rất nhiều công dụng, đặc biệt là trong chữa trị bệnh trĩ. Việc chữa trị bệnh trĩ phải dựa trên nguyên tắc loại bỏ các tác động gây áp lực vào các bú trĩ. Vì thế, việc dùng rau diếp cá để chữa bệnh trĩ rất đơn giản, nhưng cần kiên trì thực hiện đều đặn và thường xuyên. Bài thuốc đầu tiên đó chính là ăn sống và uống nước rau diếp cá. Rau diếp cá rửa sạch rồi ngâm vào dung dịch nước muối trong vòng 5 phút để cho ráo nước rồi mới ăn. Trong bữa ăn hàng ngày, hãy thay các loại rau khác bằng rau diếp cá để tạo một thói quen tốt giúp ích cho việc điều trị bệnh trĩ. Bên cạnh cách ăn sống rau diếp cá, mỗi ngày có thể xoay nhuyễn rau diếp cá để uống sẽ đem lại những tác dụng rất có lợi cho việc chữa trị bệnh trĩ. Thứ hai là đắp rau diếp cá, giã nhỏ 50g diếp cá tươi, đồng thời bỏ muối vào pha loãng rồi rửa sạch vùng hậu môn. Sau đó đắp diếp cá lên hậu môn, chỗ những bú trĩ sẽ bị xa rồi băng lại. Mỗi ngày thực hiện một lần, thường xuyên và đều đặn để phương pháp này phát huy tác dụng hiệu quả nhất. Ngoài ra, rau diếp cá còn có một số công dụng khác, đó là trị sốt ở trẻ em, trị táo bón khó tiêu, chữa kinh nguyệt không đều, chữa viêm âm đạo, điều trị sỏi thận, chữa ho hay chống lão hóa. Đối với việc trị sốt ở trẻ em thì có thể dùng diếp cá như một loại thuốc thay thế, dùng trong trường hợp trẻ bị sốt khá là hiệu quả. Cách dùng đó là 30g diếp cá rửa sạch, giã nát, cho đun sôi, dùng bã đắp lên thái dương của trẻ. Nước cũng có thể dùng để uống và giúp hạ nhiệt rất tốt. Thứ hai là trị táo bón và khó tiêu. Táo bón là giai đoạn tiền của bệnh trĩ, nếu không điều trị dứt điểm thì có thể gây ra bệnh trĩ. Cách dùng là 10g diếp cá sau khô, đun nhỏ lửa với nước sôi trong 10 phút. Dùng nước này thay cho nước trà trong vòng 10 ngày. Rau diếp cá cũng là loại thuốc tốt trong việc hỗ trợ điều trị kinh nguyệt không đều. Cách dùng là lấy 40g diếp cá, 30g ngải cứu, tất cả rửa sạch và giã nhỏ, dùng nước suối để lọc nước, dùng 2 lần một ngày, uống liền 5 ngày, bạn nên dùng trước chu kỳ 10 ngày. Đối với những trẻ em bị viêm âm đạo thì diếp cá có thể là một loại cây, là một phương thuốc giúp điều trị cái bệnh của mình. Đầu tiên là diếp cá 20g, bổ kết 10g, tỏi 1 củ, tất cả cho vào nồi cùng với 5 bát nước đun sôi thật kỹ. Tiếp theo là xông hơi nóng vào chỗ đau, sau đó dùng nước đã nguội để ngâm và rửa chỗ đau. Ngày làm một lần, làm trong 7 ngày liền thì bệnh sẽ thuyên giảm hẳn. Ngoài ra, bài thuốc điều trị sỏi thận đối với cây rau diếp cá đó là 20g diếp cá, 15g rau rệu, 10g cam thảo đất, sắc uống ngày một thang, uống trong một tháng, hoặc 100g diếp cá sao vàng, hãm với 1 lít nước sôi trong 20 phút, uống thay nước hàng ngày, uống trong 2 tháng. Bài thuốc diếp cá để chữa ho đó là một nắm đã rửa sạch xay nhỏ, dùng nước vo gạo hoặc đun sôi để cùng với rau diếp cá, chắt nước cốt uống. Chỉ cần làm như vậy sau bữa ăn 2-3 lần là khỏi, hỗn hợp nước trên cũng rất mát cho cơ thể, vì vậy là bạn có thể uống từ 5 lần trở lên cho khỏi hẳn. Nếu ai muốn làm đẹp với rau diếp cá thì hãy lấy một thìa mật ong nguyên chất trộn với một thìa nước cốt diếp cá, dùng làm đắp mặt nạ trước khi đi ngủ. Mật ong sẽ giúp da dưỡng ẩm này, kháng khuẩn, chống lão hóa, giảm vết mụn xương tấy, giúp da sáng và mịn màng hơn. Khi dùng chung với diếp cá, bạn sẽ cảm nhận được sự tươi mát và căng mịn. Để mặt nạ lá diếp cá phát huy hiệu quả tốt nhất, nên dùng trước khi đi ngủ vì lúc đó làn da đã được nghỉ ngơi và có thể hấp thụ dưỡng chất nhiều hơn.